Tin mới vụ kiện Hồng Loan và cô Sáu. Lời khai Hồng Phượng tại tòa. Ảnh cắt từ một phần lời khai của Hồng Phượng. Căn nhà ở chứ không bán, vì đây sẽ là nơi thờ cúng và sum họp các thành viên trong gia đình. Cụ thể, nghệ sĩ Vũ Linh đã nói như sau: cái đất bán là cậu Năm chỉ mua cho một chiếc xe hơi, và cậu cho thêm mấy tỷ làm vốn. Còn căn nhà này con ở và đồng thời để sau này phụng thờ, không được bán gì hết. Con với mẹ con muốn cho Hồng Loan hoặc Tiểu Linh ở, sau là tùy con, muốn cho là tùy con. Như vậy, việc làm của Hồng Loan là trái với quyết định của nghệ sĩ Vũ Linh. Vì quá bức xúc nên ngày 3 tháng 5 năm 2023, mẹ ruột của Hồng Phượng là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh, có đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận chia di sản thừa kế tài sản do nghệ sĩ Vũ Linh để lại gồm nhà đất số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thửa đất số 87-88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, xe ô tô Toyota biển kiểm soát số 25N1798. Toàn bộ tài sản này, hiện nay bà Võ Thị Hồng Loan đã đăng ký khai nhận di sản thừa kế và đứng tên, và Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thụ lý vụ án. Nay Hồng Phượng đề nghị tòa án xem xét giải quyết, công nhận và thực hiện theo quyết định của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi còn sống đã cho Hồng Phượng căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận. Và thực tế, Hồng Phượng và gia đình Hồng Phượng đã ở tại đây từ năm 2021 cho đến ngày Hồng Loan đuổi. Trên đây là bản tự khai của tôi liên quan đến nội dung vụ việc, đề nghị tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, những lời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói với Hồng Phượng được nói ra trong bối cảnh mọi người đang uống bia và thời gian cách đây đã hơn một năm. Hồng Phượng cũng đã lập vi bằng các đoạn clip quay lại lời nói của nghệ sĩ Vũ Linh. Trước đó tại buổi họp báo, Hồng Phượng cũng cho rằng nếu những đoạn clip được cho là di chúc miệng, thì về pháp lý, Phượng có vẻ hơi yếu. Con với mẹ con là con muốn cho Hồng Loan hoặc là cho Tiểu Linh ở là sẽ tùy con, muốn cho là tùy con.